Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 6 công cụ chỉnh sửa hình ảnh đỉnh cao của Canva AI. Mình tin chắc là bạn sẽ có những trải nghiệm rất là tuyệt vời với 6 công cụ này, bởi vì nó được tích hợp trí tuệ nhân tạo vào với những cái tính năng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì 6 công cụ này thì sẽ được sử dụng với bản Canva Pro, tức là bản trả phí. Và nếu như bạn chưa có tài khoản Canva Pro thì hãy nhấn vào đường link ở bên dưới phần mô tả của video này để mình có thể cung cấp cho bạn một bản đăng ký với giá ưu đãi nhé. Rồi ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 6 công cụ chỉnh sửa hình ảnh đỉnh cao này nhé. Rồi, và đây là một thiết kế trắng mà mình vừa mới tạo ở trên Canva. Thì trước tiên mình sẽ bấm vào cái dấu mũi tên ở bên dưới này để ẩn hiển thị của các trang đi. Thì hình thiết kế này nó sẽ to hơn để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Đầu tiên là mình sẽ đưa vào một hình ảnh. Đây, giả sử mình đưa vào hình ảnh này. Đây là ảnh của mình chụp tại studio. Rồi, và công cụ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến bạn đó là công cụ xóa nền. Đây là công cụ rất là phổ biến ở trên Canva. Thì đầu tiên mình sẽ chọn bức ảnh này, sau đó vào phần sửa ảnh. Đó, thì bạn ấy thấy hiện lên ở đây là phần Magic Studio. Và ở đây là có 6 cái hình ở bên dưới chữ Magic Studio ấy ạ. Thì nó tương ứng với lại 6 công cụ mà mình sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay. Thì công cụ đầu tiên đó là công cụ xóa nền. Đây là một công cụ phổ biến nhất của Canva Pro và nó cũng là công cụ có từ lâu đời nhất. Rồi chúng ta sẽ thử xóa nền bức ảnh này nhé. Bằng cách là chỉ cần bấm vào chữ xóa nền thôi. Thì Canva sẽ xử lý hình ảnh, sẽ chỉ để lại hình nhân vật mà thôi. Đó, sẽ để lại hình nhân vật đúng không ạ? Và những cái nền ở xung quanh được xóa đi rồi. Đây mình sẽ thử chuyển sang nền màu đen thì bạn sẽ nhìn thấy. Đó, bạn sẽ nhìn thấy được là giữ lại toàn bộ được cả tóc này, tay này, đúng không ạ? Thì đây là một công cụ rất là phổ biến rồi. Và việc có thể xóa nền chỉ với một cú click chuột ý, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều so với việc phải sử dụng một trang web thứ ba. Tất nhiên là ở đây thì mình sẽ nói một chút, nếu như bạn nào chưa có Canva Pro thì chúng ta có thể dùng một trang web có tên là remove.bz đó để bạn có thể xóa nền nhé. Rồi, và công cụ thứ hai mà mình muốn giới thiệu với bạn đó là xóa Magic, có nghĩa là chúng ta có thể xóa một vật thể hoặc là xóa một chữ, một bất cứ một cái thành phần gì đó ở trên bức ảnh mà bạn không thích nó xuất hiện ở trong bức ảnh của mình. Chúng ta hãy cùng thử nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn, đây là sử mình chọn bức ảnh này. Đấy, ở đây thì có, mình thấy bức ảnh này có rất là nhiều các lãng hoa đúng không ạ? Nhưng ở trên bàn này, giả sử mình không thích bó hoa này, mình muốn xóa nó đi. Thì mình sẽ làm như thế nào? Mình cho to ra để bạn có thể, mình cho lớn ảnh lên để bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Mình sẽ xóa lãng hoa ở trong bức ảnh này đi. Bằng cách là sau khi chọn vào bức ảnh, thì mình bấm chữ sửa ảnh. Và mình bấm vào xóa Magic. Rồi, ở đây thì sẽ hiện ra, Canva sẽ hướng dẫn nó là tô màu khu vực. Thì bạn có thể bấm nút là đồng ý. Thì bạn sẽ thấy xuất hiện một cái cọ, đây ạ, một cái cọ màu trắng. Đấy, chính là cái con chuột của chúng ta. Con trỏ chuột thì sẽ chuyển thành một cái hình cọ màu trắng như thế này. Và bạn có thể di chuột như thế này để xóa đi. Đấy, xóa đi cái hình mà bạn không muốn. Rồi, và sau khi đã xóa xong thì bạn thả tay ra thì Canva sẽ xử lý bức hình này. Xin lỗi vì ở đây mình vẫn còn để lại khá là nhiều. Nếu mà hình nó chưa hết thì bạn có thể xóa tiếp, có thể nâng cỡ cọ lên để xóa nhanh hơn. Rồi, và như vậy là mình đã xóa xong được hình của lọ hoa rồi. Đó, và để có thể quay lại với phần thiết kế thì bạn chỉ cần bấm nút quay lại thôi.
Đấy, thì bạn đã thấy lọ hoa hoàn toàn biến mất. Mình sẽ cho to ảnh lên để bạn nhìn nhá. Đấy, bạn thấy là lọ hoa hoàn toàn biến mất. Và ở cái phần trên mặt bàn này, đấy, ở phần trên mặt bàn này thì nó được xóa rất là khéo. Tức là cái mặt bàn nó không bị trắng. Nó để nó giữ nguyên được cái màu nâu của mặt bàn này. Đấy, nó không bị trắng cái mặt bàn ra. Công cụ thứ ba mà mình muốn giới thiệu với bạn đó là trình mở rộng ảnh ở trên Canva. Nếu như bạn để ý thì hiện tại ở trên CapCut đang rất là nổi về một cái trend đó là mở rộng ảnh, đúng không ạ? Thì ở trên Canva cũng đã có tích hợp tính năng này rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng khám phá xem là trình mở rộng ảnh của Canva có đỉnh như là CapCut không nhá. Ở đây giả sử mình sẽ đưa bức hình này của mình vào. Đó. Rồi, mình sẽ để như thế này. Rồi sau đó mình sẽ vào phần sửa ảnh và bấm vào phần là mở rộng Magic. Đầu tiên là kích thước tùy ý, tức là Canva sẽ giữ nguyên kích thước này và chỉ cho lớn lên thôi. Đấy. Và cái thứ hai là toàn bộ trang, tức là Canva sẽ tạo ra một cái bức ảnh theo cái toàn bộ trang như là cái trang mà bạn đã tạo ban đầu. Đó, theo cái kích thước cái trang mà bạn đang tạo ra ban đầu. Và cái thứ ba nữa là kích thước 1:1, tức là kích thước hình vuông, đúng không ạ? Đó, hoặc là kích thước 16:9 là kích thước của kích cỡ của YouTube, hoặc là 9:16 là kích cỡ dọc của TikTok, hoặc là kích cỡ 5:4 đấy là của bài đăng Facebook. Rồi thì mình sẽ thử một cái đó là kích thước toàn bộ trang. Bạn có thể chọn vào một cái kích cỡ nào mà bạn thích. Rồi ở đây giả sử mình chọn kích cỡ là toàn bộ trang. Rồi sau khi bấm chọn kích cỡ thì mình sẽ bấm chữ là mở rộng Magic. Rồi chúng ta cùng xem Canva sẽ xử lý bức hình này của mình như thế nào nhá. Wow, các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Mình thấy rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì Canva đưa cho mình 3 sự lựa chọn. Đây là sự lựa chọn đầu tiên là như thế này. Đây là sự lựa chọn đầu tiên. Và đây là sự lựa chọn thứ hai. 4 sự lựa chọn đúng không ạ? Đây, mới cập nhật thêm rồi. Sẽ là 4 sự lựa chọn. Đây là sự lựa chọn thứ hai. Đây, sự lựa chọn thứ ba thì có thêm gì ạ? Có thêm một cái lò sưởi ở đây. Và một cái bệ hoa. Đó, và đây là sự lựa chọn này. Cái này thì không hợp lắm đúng không ạ? Bình hoa này thì đẹp nhưng mà cái váy này thì bị hỏng mất rồi. Đấy, bị hỏng mất rồi. Rồi chúng ta có thể thấy là hình này thì cũng không hợp lắm bởi vì có một cái bóng trắng ở đây. Đó. Đó, còn hình này thì cũng khá là hợp. Đấy, làm khá là hài hòa. Đó. Là hình số 1, mình thấy có hình số 1 này cũng hình số 1 này là hợp lý nhất bởi vì tạo ra được cái váy, tạo ra được cái phần đuôi váy này của mình. Đấy, và cái rèm thì nó mở rộng rất là mở rộng được giữ nguyên. Đó, cái rèm này nó cái phần mở rộng này rất là tốt. Và cái phần ánh sáng cũng rất là hài hòa với bức ảnh. Và mình sẽ lấy bức ảnh số 1 này là mình thích nhất. Nếu như đang sở hữu một tài khoản Canva Pro thì bạn hãy thử trải nghiệm ngay tính năng tuyệt vời này nhé. Còn nếu như bạn chưa có thì hãy liên hệ ngay với mình để đăng ký. Và trong trình chỉnh sửa ảnh này, nếu như bạn chưa hài lòng với kết quả này thì bạn có thể bấm vào nút là tạo kết quả mới để Canva sẽ tiếp tục đưa ra cho bạn 4 lựa chọn mới nhé. Và công cụ chỉnh sửa ảnh thứ tư cũng rất là tuyệt vời mà mình muốn giới thiệu đến bạn, đó chính là chỉnh sửa Magic. Có nghĩa là gì? Bạn có thể thêm vào những cái thành phần mới vào trong bức ảnh này, hoặc là bạn xóa đi một thành phần cũ và thay thế thành phần cũ đó bằng một thành phần mới. Vậy nó sẽ được làm như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ chọn một bức ảnh này. Đấy, đây là tòa nhà con thuyền rất là nổi tiếng của Singapore. Ở đây có một hồ nước đúng không ạ? Rồi mình sẽ cho bức ảnh này ra toàn làm hình nền đi, ra toàn trang đi để bạn có thể nhìn được rõ hơn. Bây giờ mình sẽ hô biến để tạo một chiếc du thuyền ở trên hồ nước này bằng cách nào? Đó là mình sẽ chọn vào bức ảnh, sau đó vào phần sửa ảnh.
và mình chọn đó là chỉnh sửa magic đây ạ. Đây từ cái hình có hình bông hoa hồng ở đây. Rồi và mình sẽ muốn tạo ra một cái vật, muốn đặt vật thể mới ở chỗ nào thì chúng ta sẽ tô màu ở phần đó. Đây giả sử mình tạo một con du thuyền ở chỗ này. Đấy. Ở phần này mình sẽ đấy. Rồi. Và sau khi mình tô màu xong thì Canva sẽ hiện lên chữ là tiếp tục ở đây, thì bạn có thể bấm chữ tiếp tục, hoặc bạn muốn tô màu khác thì bạn có thể bấm là tô lại, tức là bạn muốn thay đổi vị trí khác, không phải là tạo ở đây nữa mà tạo ở chỗ khác thì bạn có thể bấm chữ là tô lại. Rồi mình sẽ bấm chữ tiếp tục này. Sau đó thì sẽ là gì ạ? Mô tả nội dung chỉnh sửa thì AI sẽ gì, sẽ hô biến. Và mình sẽ ghi vào đây là một chiếc du thuyền. Một chiếc du thuyền màu trắng sọc xanh. Đó. Một chiếc du thuyền hiện đại đi. Một chiếc du thuyền hiện đại. Rồi, màu trắng sọc xanh. Rồi ok, và sau đó mình bấm chữ tạo. Và chúng ta sẽ chờ Canva thêm ảnh vào. Wow, đây cái gợi ý thứ nhất mà Canva đưa ra cho mình là một chiếc du thuyền như thế này. Đó. Và đây là gợi ý thứ hai. Đó, cái này thì không hợp lý lắm đúng không ạ? Cái số 1 hợp lý hơn. Đó, và đây là gợi ý thứ 3. Wow. Và đây là gợi ý thứ 4. Đấy. Thì cái đó, bạn thấy là nó còn tạo được cái gì ạ? Tạo những cái gợn sóng ở xung quanh. Ở xung quanh con thuyền đúng không ạ? Rồi và bạn có thể thoải mái thỏa sức tưởng tượng thêm vào những cái thành phần đối với Canva này đúng không ạ? Rồi mình bấm chữ xong. Nếu mà chọn được cái nào ưng ý rồi thì bạn có thể bấm chữ là xong. Hay là sử mình chọn cái đầu tiên này đi. Rồi mình bấm chữ xong. Đó, và chúng ta đã hoàn toàn có một bức ảnh mới. Một bức ảnh mới đúng không ạ? Và công cụ thứ 5 mà mình muốn giới thiệu với bạn đó là công cụ chọn magic. Có nghĩa là ở công cụ đầu tiên đó là chúng ta xóa nền của vật thể đi. Thì ở công cụ này thì gần như là ngược lại, đó là chúng ta sẽ đưa cái hình nền, đưa cái hình vật thể ra khỏi cái nền đó. Vậy thì có nghĩa là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ chọn lấy một hình ảnh. Đây, giả sử mình chọn bức hình này. Đấy. Rồi và mình bấm vào sửa ảnh. Và mình bấm là chọn magic. Thì và chờ một chút để Canva xử lý. Ấy thì bạn thấy là cái nền này giữ nguyên, tức là nền thì không bị thay đổi, nhưng mà cái ảnh này thì chúng ta có thể sửa được cái ảnh này. Đó. Nền thì giữ nguyên nhưng mà chân dung đúng không ạ? Chân dung của vật thể chính thì chúng ta có thể di chuyển được. Đấy, tức là tách vật thể chính ra khỏi nền, nhưng mà nền thì vẫn giữ nguyên. Và công cụ thứ 6 cực kỳ là ấn tượng mà mình muốn giới thiệu đến bạn, đó chính là công cụ phát hiện văn bản. Đầu tiên mình sẽ đưa vào đây một bức ảnh. Đây, giả sử mình đưa vào bức ảnh này. Đây là bức ảnh mà mình tham gia tại lễ ra mắt công ty. Rồi mình sẽ đặt nó làm hình nền. Đó, để bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Thì tiếp theo mình sẽ vào phần sửa ảnh. Và mình vào phần là chọn văn bản. Thì Canva sẽ xử lý hình ảnh này để nó tìm ra, để nó phát hiện ra những văn bản nào có ở trong hình này, hình ảnh này. Rồi và đây, và bạn thấy là Canva đã phát hiện xong rồi. Đấy, đầu tiên thì nó phát hiện ra là cái phần chữ to nhất ở đây đúng không ạ? Lễ ra mắt công ty Gen Fintech Global này, thì mình có thể hoàn toàn có thể sửa được cái văn bản này thành ví dụ như là lễ ra mắt công ty Bảo Long Global chẳng hạn. Đấy, bạn thấy không? Mình có thể sửa được chữ ở trên bức ảnh này luôn. Nhưng mà cái chữ này nó bị làm sao ạ? Cái chữ này nó lại tiến lên so với cái chân dung cái ảnh mình đang đứng đây rồi. Vậy thì mình lại phải vào đâu? Mình lại phải vào phần sửa ảnh và dùng cái cách này đúng không ạ? Đây, dùng cái cách vừa rồi, đó là đưa cái hình của mình thoát ra ngoài để mình có thể chỉnh ở bên trên phần chữ.
Rồi, cứ tiếp theo là mình có thể sửa cả những chữ khác bạn cũng có thể sửa được nhé. Ví dụ như chữ lễ ra mắt công ty này, họp báo ra mắt chẳng hạn. Đấy, mình đấy, hoàn toàn chúng ta sửa được luôn và đổi được cái cỡ, đổi được phông chữ cũng như là cỡ chữ. Đó, hoàn toàn là chúng ta sẽ đổi được. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, những chữ này cũng vậy, bạn cũng sẽ đổi được nha bạn nhé. Đó. Rồi, còn giải quyết vấn đề này thì mình sẽ vào cái phần sửa ảnh này. Và mình dùng cái là chọn Magic. Đấy, để tách được cái... Để đưa được mình... Để có thể chỉnh sửa, để cho mình thành một cái thành phần riêng biệt. Để cho hình của mình thành một thành phần riêng biệt và chỉnh sửa được theo các đứng ở bên trên của các lớp chữ. Rồi. Đấy, khi mà mình chỉnh sửa như vậy thì đây, mình có thể di chuyển được rồi bạn ạ. Đó, nhưng mà chúng ta vẫn để về vị trí ban đầu thôi. Rồi, ok. Thực sự là 6 trình chỉnh sửa ở ảnh của Canva quá là ấn tượng và mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy trải nghiệm ngay Canva Pro với 6 công cụ rất là mạnh mẽ và ấn tượng này. Và đừng quên bấm vào nút subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.